Hello các anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Trader Việt. Đến hẹn lại lên thì Lê Huệ đã quay trở lại rồi nè. Mọi người thông cảm nha, hôm nay vì mình đang bị ốm nên có thể giọng sẽ hơi khó nghe một chút. Nhưng mà không sao, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến với một chủ đề rất hấp dẫn. Đó là căn bệnh thoát lệnh sớm cũng như cách chữa trị căn bệnh này. Và không để mọi người lãng phí thời gian nữa, chúng ta hãy cùng đi ngay với vào phần intro của video nhé. Rồi đầu tiên là phần cảnh báo rủi ro, mọi người có thể tạm ngưng video lại để xem đầy đủ và chi tiết hơn phần cảnh báo rủi ro này nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đi ngay vào nội dung chính thôi. Như mọi người đã biết thì thoát lệnh sớm hay còn gọi là chốt non trong một số trường hợp, đó là một căn bệnh không hề hiếm gặp của trader. Thoát lệnh quá sớm là hậu quả của một tâm lý không vững nè, là sợ hãi khi thị trường sẽ đảo chiều nè. Cho nên, nó sẽ là hậu quả của một lệnh đẹp bị bỏ lỡ trong tiếc nuối hoặc tình trạng mãi không có một lệnh chốt được lời theo kế hoạch. Thoát lệnh sớm, nó là một căn bệnh tâm lý. Do vậy, để chữa không phải là điều dễ dàng. Vậy, tại sao chúng ta lại thoát lệnh sớm? Thật ra có 3 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đó là chúng ta không có kế hoạch trading cụ thể. Lý do phổ biến nhất của tình trạng thoát lệnh sớm đó là trader không có kế hoạch và không biết mình đang làm gì. Kế hoạch trading ở đây phải luôn bao gồm điểm vào, điểm thoát và những gì cần làm nếu giá đi ngược lệnh, bao gồm cả quản trị rủi ro. Trader thiếu mấy thứ này hoặc thậm chí là không có kế hoạch, thường buộc phải thoát lệnh sớm. Có một điều mà chúng ta cần hiểu trong trading đó là một cú trade cần thời gian để phát huy tác dụng, đặc biệt khi chúng ta vào lệnh trên các khung thời gian như H4 hoặc cao hơn. Nhiều trader khi vào lệnh mà không có kế hoạch stop loss rõ ràng thường buộc phải ngồi ngắm biểu đồ chạy rồi mau chóng sợ hãi và thoát lệnh ngay cả khi thị trường chưa có dấu hiệu đảo chiều nào nghiêm trọng. Nguyên nhân thứ hai khiến chúng ta lại thoát lệnh sớm đó là thiếu hiểu biết về thực tế của thị trường. Việc thiếu hiểu biết về thực tế của thị trường thường khiến trader đặt ra các mức take profit ảo tưởng, tức là hầu như không thể chạm tới được trong một thời gian cho phép của một giao dịch. Và mãi mãi, cái trade đó chẳng thể nào thắng nổi, cuối cùng phải thoát lệnh bằng tay với một số lời nhỏ hay thậm chí là thua lỗ. Nhiều trader chọn được điểm vào lệnh tốt nhưng chẳng thể chốt lời được là vì vậy. Và nguyên nhân thứ ba khiến chúng ta luôn luôn có tâm lý thoát lệnh sớm đó là do tâm lý. Tâm lý là lý do quan trọng nhất dẫn tới quyết định thoát lệnh sớm. Sự sợ hãi mỗi khi nhìn vào biểu đồ với tâm lý, tiền của mình đang bị đem ra cược, khiến con người phải làm một điều gì đó. Ở đây là thoát lệnh sớm để giải tỏa áp lực. Vậy, làm thế nào để trị được căn bệnh thoát lệnh sớm này? Thoát lệnh sớm cũng có nhiều triệu chứng, mỗi triệu chứng lại có một thuốc chữa khác nhau. Và chúng ta hãy cùng đi ngay với 3 triệu chứng cũng như cách trị bệnh nhé. Triệu chứng thứ nhất, thoát lệnh sớm tại hòa vốn vì sợ thua lỗ. Cách tốt nhất để chữa triệu chứng này đó là học cách chấp nhận thua lỗ, vốn là một phần không thể thiếu trong trading. Thua lỗ thì có thua lỗ tốt và thua lỗ xấu. Miễn sao mỗi lần chúng ta thua lỗ và đó là thua lỗ tốt thì mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch và trong dài hạn chúng ta hoàn toàn có thể kiếm được lợi nhuận nếu như biết giữ kế hoạch. Hãy đặt ra một câu hỏi thế này. Nếu đã có stop loss, tức là bạn đã chấp nhận khả năng có thể thua lỗ ngay từ đầu và thua lỗ đó hoàn toàn có thể kiểm soát được, tức là nằm trong kế hoạch. Vậy tại sao thoát lệnh bằng tay lại hòa vốn khi bạn vẫn có khả năng chốt được lời? Một nguyên nhân phổ biến là giờ stop loss về hòa vốn quá sớm, giá vẫn có khả năng retest tại vùng entry một lần nữa rồi mới đi tiếp, để lại nối tiếp cho một setup đẹp. Triệu chứng thứ hai chúng ta muốn nhắc tới đó là thoát lệnh sớm với một số lời nhỏ, nhưng quá nhỏ so với lợi nhuận kỳ vọng. Chỉ cần có lời khi một giao dịch đi đúng hướng thì trader đã rất mừng và muốn chốt ngay, thậm chí còn một quãng đường xa nữa thì take profit mới chạm tới. Trong ngắn hạn thì có vẻ như anh em đã có một trade thắng, nhưng trong dài hạn thì sao? Anh em không thể nào kiếm được lợi nhuận nếu cứ tiếp tục chốt lời nhỏ nhỏ như vậy. Vì khi có lệnh lỗ, số tiền mất đi sẽ lớn gấp nhiều lần số tiền kiếm được.
và về lâu về dài thì tài khoản của anh em cũng sẽ dần bị bà mòn rồi đứt gánh. Vậy liều thuốc cho triệu chứng này là gì? Đó là hãy bám lấy kế hoạch. Bám lấy kế hoạch. Nếu mức take profit của anh em là có thể đạt được thì hãy giữ lệnh. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì thay đổi nếu anh em chơi trên không D1 mà lại thấy một cây bin bon ngược hướng trên H1 cả. Và nếu có thể thì hãy khóa lợi nhuận dần dần bằng cách dời stop loss. Cái này thì còn tùy người nha, có người thì thích dời, có người thì không đâu. Và triệu chứng cuối cùng của căn bệnh thắt lệnh sớm đó là thắt lệnh sớm với thu lỗ nhỏ. Anh em đã từng nghe tới cái chết vì hàng ngàn nhát cứa nhỏ của dao lam chưa? Hay độ nguy hiểm của đàn cá piranha, mỗi con bé xíu nhưng có khả năng rỉa tận xương của con mồi? Tất cả đều là hình ảnh của nhiều thua lỗ nhỏ gộp lại và khả năng phá hủy tài khoản của chúng kinh khủng tới mức nào. Vậy tại sao chúng ta lại thoát lệnh trước khi giá chạm stop loss? Nếu làm vậy chẳng khác nào chúng ta đã tước đi cơ hội thắng của một cú trade mà chúng ta đã dày công phân tích, chờ đợi rồi vào lệnh. Vì có một setup đẹp để vào lệnh đã khó, vậy tại sao lại phải từ bỏ nó chỉ vì vài cái nến đi ngược? Anh em không thể nào biết được thị trường sẽ đi như thế nào một khi đã vào lệnh. Cái mà anh em có là một setup, là một cơ hội chiến thắng, và anh em đã từ bỏ nó chỉ vì chút khó khăn đầu tiên ư? Không. Vậy giải pháp ở đây, chúng ta cần phải cẩn trọng và kiên nhẫn. Hãy tự tin với những gì mà mình đã thực hiện, đã phân tích, đã nghiên cứu trên thị trường. Bởi vì chúng ta có niềm tin, chúng ta biết áp dụng kiến thức thì mọi thứ mới có thể tuân theo kế hoạch, và sự kiên nhẫn sẽ đưa chúng ta đến thành công. Trên đây là vài cách chữa căn bệnh thoát lệnh sớm. Nếu anh em thấy hay thì hãy để lại một nút like để ủng hộ mình nhé. Và đừng quên share, comment những ý kiến của mọi người ở bên dưới phần video để đội ngũ Trader Việt có thể tham khảo và ra những video chất lượng hơn phục vụ anh em nha. Và đừng quên nhấn vào nút subscribe cũng như nhấn vào hình chuông bé bên phải để được cập nhật mỗi khi Trader Việt ra video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. See you soon.